Tôi là Hoa, bố của Ben trong bữa tiệc hôm nay. Trước tiên, nói lời chào thân ái cho tất cả quý vị một cách tình cảm. Thì bữa tiệc hôm nay đó, nó gọi là đám hỏi, hay mình nghe nó gọi là đính hôn. Trong thời gian của cháu Ben và chú đẻ đã quen nhau, rồi hai đứa họ để tiến tới cái chuyện gia đình và cho hai bên gia đình, anh chị Xuân và tôi đã quyết định để chọn ngày hôm nay làm cái buổi đám hỏi. Thì theo cái truyền thống của người Việt Nam mình đó, ở xứ sở của mình thì nó khác, mà qua đây thì có lẽ nó cũng khác một chút xíu bởi vì nó thiếu thốn những cái vật chất. Thì chúng tôi đàn trai đến đây mang cái lễ vật theo cái truyền thống đó để tác hợp cho hai bên giữa Chiêu Lé và Ven để tương lai sau này được hạnh phúc. Thì mong bên nhỏ họ gái thương tình những cái gì mà sơ sót thì bỏ lỡ phải. Đây là Vĩ Lộc, là dì của cô dâu. Cô dâu tương lai xin đại diện cho đàn gái có lời chào đón đến họ hàng trai và cứ mong rằng những lễ chúng ta sắp sửa cử hành nó sẽ là mọi sự suôn sẻ vui vẻ, và hôm nay có lý do một tí thì mình có thể làm trễ một tí về vấn đề kỹ thuật, xe cộ giao thông bị trở ngại, cho nên cô dâu tương lai sẽ đến trễ một tí, xin mọi người thông cảm và xin lại mình. Và kế tiếp theo đây đó thì được phép để xin giới thiệu bên ngoài nhà trai của tôi là những cái người nào để cho bên họ gái biết, đó là sau này để gặp nhau, nghĩa là tham gia với nhau để cho biết mặt để mình chào hỏi. Rất tiếc là chưa lẽ nó đến thời kể, chứ nếu mà đúng thì giới thiệu được với mày luôn, nhưng mà thôi mình cũng thông cảm cho người nhỏ mà. Thì chừng nào nó tới thì mình giới thiệu sau. Mình đồng ý cái đó chứ hả? Dạ. Bây giờ trước hết á, là con trai tôi trước. Đây là con trai đầu, đây là Vin. Và vợ nó đâu rồi? Vợ là Liên. Và hai đứa cháu nội. Đó. Cái đứa thứ hai là Linda and Billy. Where are you? Linda and Billy right there. And hai đứa cháu ngoại. Rồi cái thứ là Vương and Gloria, con trai và con dâu. Rồi kế tiếp là bé. Rồi bây giờ cái đứa em gái và em rể là Nguyên và Sáu, em gái. Rồi, là con của họ thì anh come over, big boy. Yes. And the second one is Jennifer. Where Jennifer? Jennifer and Yi. The second one. The third one is me and T. Right T. Right there. Okay. And the last one is Bianca and Jacob. Where Jacob? Right there. Okay. Sau đó thì người em trai là Yi and Phượng. Right there. Okay. Không có con. Không có đứa bé nào hết. Rồi, người kế tiếp, probably the last one. Jennifer ready? Jennifer, you are ready, right? Uh-huh. Okay. The last one is my sister. Probably that's the first cousin. Mm-hmm. Còn cái bà dì ruột là chị Lý và tiếp một tiếp. Cho anh tiên cảnh sát bảo chị cũng như đó. Bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu đến là anh chị Lâm và Nhung, tức là bố mẹ của cô dâu tương lai. Xin mời anh chị.
đây là anh chị Lâm và Nhung. Và trong dòng tộc thì người lớn nhất là bà ngoại, không ai bà ngoại vì tuổi tác già cả, đi đứng không được nên không có tới đây được. Rồi người lớn nhất trong hôm nay trong gia đình mà thân thiện là chị Sâm. Đây là chị Sâm, tức là dì của cô dâu mà chị lớn nhất. Rồi các dì khác thì gồm có dì Thoa, và đến dì Liên, đến dì Nhiên, và có một người cậu nữa nhưng mà cậu hôm nay không có mặt ở đây. Và giới thiệu qua họ hàng, trước khi giới thiệu đến gia đình của cô dâu thì giới thiệu họ hàng gồm có bà, người cuối cùng là tôi, và đây là ông xã, là dì Lộc, xin lỗi. Và họ hàng thì gồm có là bà Gương, tức là Julia sẽ gọi bà. Bà mắc cỡ đi chứ. You can find her on Facebook. Rồi bây giờ giới thiệu tới cái lớp thứ hai, lớp học hàng, đó là còn có anh Thành, tức là gọi bằng cậu. Với gì có cậu Bùi Liễu, mở Hồng, đâu giơ tay lên đi. Rồi có cậu Phan, rồi mở Thu Phong, đó là họ bên mẹ. Còn họ bên bố thì hiện tại không có ai, có một người nhưng ở rất xa không tới được, ở Việt Nam. Rồi còn có anh chị, xin lỗi, cái người này lớn hơn anh chị Phan với Thu Phong là anh chị Dũng với Châu. Nhiều khi những vậy mình hay thiếu sót lắm, xin lỗi, là anh chị Dũng và Châu. Đó là họ cấp ngang với mẹ. Còn đây là sau đây là gia đình của ruột thịt của Juliet, là người lớn nhất là chị Thảo, ông xã đóng mặt. Rồi có bốn voi hôm nay chúng ta được trai step up. Missing one in school. Okay. Rồi sau đó là có chị Vi. No, anh Vi. Vi, can you step up? And Tony. Có hai đứa là Bali với Vienna. Okay. Beautiful girls. Rồi đến em tiếp là anh Hùng. Anh Hùng không có mặt ở đây. Rồi anh Phi và girlfriend Rebecca. Nice meeting you. Còn ai nữa? Kim and A. That's one of the sister. I think that's only one. Con trắng nhiều quá, nhiều không thiếu sót. Nếu mà Ben không nhớ được hết thì Ben cũng đừng có feel bad, tại vì trong gia đình nhiều cái gì còn không nhớ được hết. Thì bây giờ nhân cơ hội này mình giới thiệu, dù là không nhớ thì trong đó thì theo cái truyền thống thì cũng mang cái lễ vật đỏ nhạt nhạt để cho nó lòng trọng cái buổi lễ. Nhưng mà rất tiếc là chưa lễ không có đây cái mở quà đó, rồi được bắt đầu chạm nhạt đều nhạt. Nhưng mà thôi thì mong anh chị xui và họ nhà gái chấp nhận cái buổi lễ và những cái phần quà hôm nay. Rồi đến khi nào mà chưa lẽ tới thì anh đi nhận sẵn. Dạ vâng. Được chưa anh? Dạ. Dạ, cảm ơn chị thật tốt. Rồi, chờ chết là sao? Dạ, chú lẽ sẽ ở đây không bao lâu trong vòng 5 phút thì mình được phần chờ hả? Dạ, thì mình có thể. Đứng cho nó đẹp ha. Maybe I should be on the other
sợ.